Trứng gà là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, dễ chế biến và là món ăn phổ biến quen thuộc với mọi người trong mọi bữa ăn. Thành phần dinh dưỡng có trong trứng gà cung cấp nguồn dưỡng chất tuyệt vời để hỗ trợ hệ thống miễn dịch của cơ thể, bao gồm protein, lipid, glucid, vitamin và khoáng chất, các loại men và hormone. Đối với sức khỏe, trứng gà có một vai trò hết sức quan trọng. Trứng gà giúp cơ thể tăng hàm lượng cholesterol HDL, đảm bảo cho hệ thống tim mạch được khỏe mạnh. Thành phần choline của lecithin trong trứng gà giúp xây dựng màng tế bào và tham gia vào quá trình tái tạo tổ chức tế bào não ổn định. Axit béo omega 3 có trong trứng làm giảm triglyceride trong máu. Bên cạnh đó, trứng còn chứa các chất chống oxy hóa, bảo vệ đôi mắt và tăng cường thị lực. Lượng protein phong phú của trứng gà giúp cơ thể no lâu và chứa ít calo, thích hợp cho người có chế độ giảm cân lành mạnh. Ngoài ra, lượng protein này có tác dụng làm tăng khối lượng cơ bắp, hạ huyết áp và tăng sức khỏe của xương. Nếu mà sử dụng trứng gà thì nó tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với những người mà ăn uống là không đủ chất này, thế rồi là suy nhược cơ thể này, thế rồi những người ốm này hoặc là trẻ nhỏ này. Đối với sắc đẹp, trứng gà cũng có một số công dụng như tăng cường độ đàn hồi cho da, tái tạo làn da mới và làm sáng da, giúp da trở nên mịn màng, thúc đẩy quá trình phát triển nang tóc. Trẻ mà ăn bổ sung, chúng ta có thể cho vào cháo, vào bột, thì mỗi ngày chúng ta có thể là cho khoảng một nửa cái lòng đỏ trứng gà, thì đấy cũng là cái liều lượng nó phù hợp. Thế còn đối với trẻ lớn hoặc là người lớn thì chúng ta là mỗi ngày là không nên ăn quá là một quả, mà chúng ta chỉ nên dùng một quả trứng một ngày, và một tuần có thể là từ 4 đến 5 ngày vẫn có thể được. Tuy nhiên, để sử dụng trứng gà một cách hiệu quả, chúng ta cần lưu ý một số vấn đề sau. Lựa chọn trứng gà có nguồn gốc rõ ràng và hợp vệ sinh. Bảo quản trứng ở nơi thoáng mát, khô ráo, tốt nhất là để trong tủ lạnh. Ăn trứng ngay sau khi chế biến để đảm bảo dinh dưỡng. Không nên ăn trứng sống hoặc nấu quá kỹ. Không nên ăn quá nhiều trứng gà mà cần tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng về khẩu phần ăn thích hợp.